Nghe nói mùa đông năm nay lạnh lắm, mẹ đã chuẩn bị chăn cho bé chưa? Chăn lót lông theo hình mô ly. Chăn lông cực kỳ mềm mại, ấm áp, thấm hút cực tốt, hình theo ngộ nghĩnh đáng yêu, gấu nâu, khủng long, sóc nâu, kích thước 120x100cm. Chăn lông cứu cho bé. Chiếc chăn lông ấm áp, họa tiết lại xinh yêu như thế này thì nhất định là nên có một chiếc phải không ba mẹ? Chất liệu mềm mịn, phù hợp với các bé từ sơ sinh. Màu sắc họa tiết xinh xắn cho mẹ lựa chọn. Kích thước 100x120cm. Chăn lông tuyết theo gấu. Chăn lông tuyết dày, ấm áp, mịn màng, an toàn cho bé. Mẹ có thể gấp gọn lại và mang đi bất cứ đâu. Họa tiết gấu theo xinh yêu. Kích thước 120x80cm. Chăn lông dot to dot quả bông. Chăn mềm mịn như nhung, giặt nhanh khô, không xù lông trong quá trình sử dụng. Màu sắc và họa tiết theo basic siêu xinh. Kích thước 90x130cm. Chăn lông tuyết dot to dot Hàn Quốc. Được sản xuất từ sợi bông hữu cơ, an toàn cho bé, không xù lông khi sử dụng lâu dài. Thiết kế xinh xắn với hình thêu đẹp, siêu dễ thương, nhiều họa tiết cho ba mẹ lựa chọn, khả năng cách điện tốt và trọng lượng nhẹ. Kích thước 90x130cm.